bán ba cây cần thăng quái nè đó. Ba con ốc sên này là hôm bữa bán nè, nay sinh nhật mình đem ra mình giảm giá 3 cây luôn, bán 3 cây lượt giảm giá nha, sinh nhật mà em giảm giá, ai mua được cây nào thì ủng hộ. Mấy cái cây này là mấy cây hôm bữa không, hôm nay tại mình không đi làm cây ở nhà, ở nhà bán mấy cây ở nhà, còn cây gì bán cây đó. Ba con ốc sên nè, bảy ốc sên,